Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với series về đội hình chắp vá. Và ngày hôm nay, sau rất nhiều những đội hình chắp vá khủng khiếp của những câu lạc bộ và cả là những đội tuyển quốc gia nữa, cái áo này thì tuyển Anh mình đã lên đội hình chắp vá rồi. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em đến với một đội hình chắp vá hay nhất trong form tiền đó. Có thể là ngày hôm nay tôi sẽ đến với một đội hình quốc gia đi anh em ơi, một đội hình quốc gia chắp vá. Hay là anh em mình làm quả Pháp chắp vá được anh em. Pháp chắp vá cũng là một trong những đội hình mình nghĩ là sẽ build nhanh các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến với những gói thẻ đầu tiên để tìm ra được những con người ưu tú nhất của tuyển Pháp chắp vá này. Chơi áo hay Thổ Nhĩ Kỳ, nói chung áo vẫn luôn là một cái gì đó tôi đặt niềm tin rất lớn ở giải đấu lần này anh em nhé. Rồi, ui mề thế nhờ. Ui, chúng ta có tới hẳn 3 con hàng người Pháp ở tên mở thẻ đầu tiên. Henry UT, Theo Hendes UT, Nifi. Ui, tính ra quả chắp vá này build dễ thế nhờ anh em nhờ. Bú được 3 con này. Có 3 con. Rồi tiếp tục nào. Nhanh đấy nha, tính ra quả kèo này nhanh đấy. Chắp vá này chả mấy mà xong đâu mà. Chả mấy mà xong cái đội tuyển chắp vá Pháp này đâu mà. Nó nhanh điên, nó nhanh điên. Và đây là Bồ Đào Nha. Ronaldo rồi. Vâng, Ronaldo mùa EU là rõ luôn. 58 tỷ cũng là cái gì đó ok rồi mà đúng không? Rồi Pháp. Ui, Pháp có nhiều thế nhờ. Descartino, Saint-Maximin. Ui, lại Leafy. Ui, lại Maigan và Brazil luôn mà. Pháp chắp vá này dễ build nhờ anh em nhờ. Chắp vá này nhanh thật đấy. Rồi, nhanh, quá nhanh luôn ý. Rồi, chúng ta tiếp tục mở này anh em ơi. Tính ra cái mở gói sự kiện này nó nhanh quá anh em ạ. 109 rồi, sao tôi đổi sang gói này đi. Có 108 nữa, một nào. Quả Pháp chắp vá này đang suôn sẻ thật sự luôn mà. Bề thế. Mọi người cho hỏi anh Tú unbox tay cầm chưa? Anh chưa em ơi, anh mới like mà. Chuẩn bị inbox nhá. Chuẩn bị ở đấy. Làm xong đội chắp vá này. Hôm nay tôi vừa sang bên shop tay cầm, tôi lấy một con tay cầm cực kỳ ngon anh em ạ. Tí nữa thì tôi sẽ review cho anh em xem nhá. Ui, quả không có một con, không có con Pháp nào luôn á. Chớ nhở. Anh cho Rô béo nghỉ một hôm, không lại min đây. Phải nghỉ đấy, phải cho nó nghỉ một hôm đấy anh em ạ. Từ từ nào, gấp quá. Đây rồi, sao thằng này bé thế nhở. Tiền đạo Abdai này, thằng này nhỏ quá anh em ơi. Mà nhớ thằng này nhá, cho nó vào đội nhá, không có quên anh ạ. Có là cho vào đội luôn, không có quên. 108 này tiếp tục đi. Cái này tôi nghĩ là vẫn đang tương đối cháy này. Rồi 108. Có DC, UT và rất là nhiều mùa giải. Rồi bú nào, bú con Pháp nào. Tây Ban Nha, CDM của Tây Ban Nha, Rory à. Rory với mùa 23U cộng 2 thôi à. Hơi nhỏ nha. Rồi chúng ta có thêm Coman ở vị trí chạy cánh của tuyển Pháp này. Được quá nhờ. Tính ra hàng công này bắt đầu thấy hơi dày rồi nha anh em nha. Bắt đầu thấy hàng công này là hơi dày rồi nha. Rồi tiếp tục nào. 108 cộng với rất nhiều những mùa giải khác nhau để mang đến cho anh em nhiều mùa giải hơn. Chứ mùa trước thì nó sẽ có tương đối nhiều mùa UT. Lại Bồ Đào Nha, CF, Eusebio Joliman không nói đi anh em cái điều gì. 100 tỷ dành cho tên mở thẻ này. Bú. Rồi lại xanh Maximin à. Thằng Maximin này xuất hiện lắm thế nhở. Rồi ok tiếp tục đi. Phải lên full 3 đấy anh ơi. Phải lên full 5 nha anh em nhá. Hôm nay anh Tú làm quả sung mát với các streamer có nhá. Phong em chip ơi, anh cũng đang set up ấy. Chắc là định tuần này làm một cái này. Ủa lại Theo Hendes à. Theo có cả UT, cả EU24 này nhiều quá nhở. Rồi lại có thủ thành Maigan nữa à. Vừa rồi là không có anh em nhá. Đây rồi. Ơ kìa. Sao lại bịp bợm thế này nhở. Pháp nó trốn mẹ hết đi đâu rồi. Gói này đéo có thằng nào Pháp à. Mở lần này không có thằng Pháp này, bỏ luôn gói này nhá. Xóa luôn có thể này luôn cho nó mát. Được chưa ạ? Trường Giang đã rescan. Đây rồi, lại thủ môn à? Anh em kênh chắc. Rồi sao lại không có thằng Pháp nào nhỉ? Có thằng thủ môn thì chịu rồi. Tôi bỏ cái này đi, cái này hình như là nó chưa ổn lắm đâu. Sao từ nãy giờ sao mở ra khó đấy nhở? Mở mấy thằng này khó thế nhở? Chưa ra được một con hàng nào của Pháp từ nãy giờ luôn đấy. DC à, Dennis ở Johan DC. Ủa, 100 tỷ các bạn, ngon phết nhở. Đây rồi, chúng ta lại có Vu Vu. Và con hàng Updike này thì tôi có rồi anh em nhá.
May quá kiếm thêm con Guvu nữa vào đội. Hàng thủ đang hơi yếu nhỉ anh em nhở. Nay đập rô béo 10 đi anh ơi. Từ từ em ơi, mẹ nó vừa về đội hình của anh, nó chưa full được cái level đã đập nó đây ơi. Hậu vệ phải của Pháp với một UT và đó nè. Và đó là Pava UT được của nó luôn đấy. Rồi bú lại Leafy. Rồi chúng ta sẽ có Zai Ameri. Hai con hàng của tuyển Pháp hội team đội hình này. Được, Pava đá CB ngon. Sắp đủ rồi đấy, đội hình chắp vá tuyển Pháp này cũng có thể nói là sắp đủ anh em ạ. Rô béo có trả 2-3 tỷ bán được không ạ? Có người trả 2-3 tỷ à? Bịp đấy, tin đấy, tin bịp. 2-3 tỷ. Thực tế tí người ta còn tin. Ok. Đây rồi, con hàng Kone này. Tôi chưa bao giờ đá con Kone này anh em nhé. Con hàng Kone của tuyển Pháp này tôi chưa bao giờ đá luôn đấy. Được. Coman có rồi anh em ạ. Có con Coman rồi nên thôi bỏ. Nó là mắc của Min đấy, mắc của Min mà. Rồi lại là Morata nữa. Tôi nói điều anh em cái điều gì? Lại Coman. Đây rồi, Misimin. Đây đây đây. Đủ chưa nhở? Đội hình này đủ đội hình chưa nhở? Hình như là đủ Pháp rồi đấy. Pháp này Pháp full kịch rồi anh em ạ. Có Kone các thứ là đầy đủ rồi. Nói chung là đủ vị trí, chỉ là hơi thiếu một chút thôi. Và tôi nghĩ là vẫn ok nhá. Nó hơi vá một tí đấy. Pava ở đây là đẹp rồi gì nữa. OP Pava ở đây là ok rồi đấy, đội hình là đẹp rồi đấy. Lương nó hơi vênh một tí thôi, chắc là anh em làm 1-2 con giảm lương nữa là xong nhở. Chúng ta sẽ mở thêm nhá để đủ đội hình của tuyển Pháp. Thực ra nó cũng gần đủ rồi. Hay mở thêm cộng 8 đi nhở. Một vài con cộng 8 để cân lương nó hợp lý hơn đây. Rồi, mở 10 gói 1 thôi. Rồi ok. Tôi đang rất cần những con hàng của tuyển Pháp đủ cái tính răn đe. Đây là một trong những đội hình của tuyển Pháp mà chưa từng bao giờ tôi xuống tiền để tôi build cả. Vì nó đều là những con hàng mà tôi phải mở thẻ ra thì nó mới đến được với đội hình này. Và tiêu chí sẵn là một đội hình của tuyển Pháp. Rồi, con hàng này hơi cỏ một tí. Nhưng có ai không của tuyển Pháp không ạ? À? Không có ai cả. Cẩy chay đã hết cẩy chay, đã rescan 10.000 đồng. Ờ hôm nay tôi nhìn qua anh em bảo qua mở ra Messi thật đỏ thế nhở. Dã man của Messi, dã man. Rồi Munier BTB úp Munier mùa úp à. Có ai của Pháp không? Má mấy thằng Pháp nó trốn đâu ấy nhở. Cần nó thì bây giờ nó đéo thấy đâu luôn mà. Toàn Hà Lan với cả Tây Ban Nha. Bỉ bẻo cho lắm thế nhở mà. Pháp của tôi đâu? CM lại con vừa rồi à? Vâng lại Pereira. Thằng ôn này lắm mày thế nhở. Rồi Pháp đâu? Pháp đâu? À đây cút ra qua. Ok con này để cân lương cũng tạm được anh em nhá. Khi mở con mẹ ôn anh ạ, mở con mẹ ôn cho nó nhanh đi. Vụt nốt luôn cho nó nhanh nhá. Mở ôn. Chúng ta cũng gần đủ đội hình rồi và tôi hy vọng là sau cái turn này tất cả những cầu thủ của tuyển Pháp trong đội hình chắp vá này sẽ về một cách vô cùng đầy đủ. Colombia CDM mùa MC là ai nhở? Vâng là đó là Uribe. Đội cái gói thẻ này mở cỏ điên luôn mà. Rồi chúng ta sẽ cùng săn những con hàng của tuyển Pháp nào. Ôi dồi ôi, khó thế nhở. Đây rồi Dembele. Chúng ta có Dembele. Dembele cộng 8. Phải làm tí 9 đấy nhở. Ôi nó có Lucas Hernandez này. Leng Lê này. Ôi loại đến một lô luôn mà. Loại đến một lô luôn mà anh em ơi. Đây rồi Lema. Nhưng mà bé thế nhở. Mấy con này bé tí ạ. Lại là Lema này. Rồi cũng gần đủ đấy. Mấy con này gọi là cho nó đủ đấy. Làm tí giao dịch nữa đi nhở. Làm một tân giao dịch cuối cùng nhá. Cố thêm một con Pháp nữa anh em. Cố thêm một con Pháp nữa nhá. Giao dịch cho nó đủ màu anh em. Đủ màu đi. Không ổn đâu, không ổn đâu. Ok Kante anh em nhá. Kante vụt đã đẹp rồi. Thế là đủ rồi, chắp vá rồi đấy anh em ạ. Thế thôi anh em ơi, đủ rồi. Chắp vá thế là đủ rồi, không cần nhiều đâu. Như thế là ok rồi anh em ạ. Có Kante mùa thường vào đây. Thay con Riofer là đủ đội hình. Chúng ta có đầy đủ đâu đó là 18 cái tên rồi. Nhưng mà thôi cứ giao dịch thêm một lần nữa đi. Nếu mà được thì được, không được thì thôi nha anh em nhé. Rồi đây xem nào. Newcastle, Ripop. Ủa quả này giao dịch đội hình của tuyển Anh. Ủa đồ Lima luôn mà. Ủa đéo có con nào ạ. Thôi chắc là lấy con đồ Lima nhỉ. Hay là lấy Ripop nhỉ. Biết đâu sau này. Dấu tên dấu tên đã rescan 10.000 đồng. Làm quả bồ bên Kingman đúng là vua luôn mà. Mặc đúng như vua thực sự với anh em. Thêm lần nữa đây anh em ạ, lần cuối nhá. Hoặc là Machinai với mùa Glam Pro cũng được. Makelele nữa này. Rồi thêm một con Makelele nữa anh em nhá.
Tôi bú thêm một con mắt cái lé lé vào đội hình của tuyển Pháp chắp vá này. Rồi xong. Coi như đây là xong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vá lại cái đội hình của tuyển Pháp này. Upline này là con cộng 5 này. Dembele 8 rồi. Có ông nào mua 9 không? Vẫn mua 9 luôn mà. 9 có 9 tỷ luôn, thề với anh em. Cứ mua tạm cho nó có đi. Con này có thể mua con cộng 8 cũng được này. Con này sao lại ảo thế nhở? Lucas Hernandez 30 tỷ à? Hơi ảo nhẹ. Nhưng từ từ, thằng này chưa dùng nhiều dự bị chắc chẳng cần đâu. Makelele. Ôi Makelele đắt thế. Thôi này mua 6 đây anh em ơi. Makelele tôi nghĩ chưa cần thiết đầu tư nhiều lắm đâu. Vuvu này, Areri này. 70 này. 100 tỷ anh em có thể gửi qua tôi nhá, tôi sẽ lên đồ cho anh em. Kone này. Một hết đi anh em ơi. Tầm này mua căng cái tay luôn. Anh em nào mà tham khảo mấy con Apex hay là Vader ấy thì shop tay cầm có đủ nhá. Anh em cứ vào shoptaycầm.com và cái mục Fladigi là có hết. Shop hiện tại nó mới về thôi mà anh em đặt nhiều quá. Thành ra là cũng sắp hết ạ. Không ngờ cái sức hút con này nó lớn thế. Mình còn chưa lên mấy cái video review của con này cơ. Chắc là anh em cũng đã có những cái đánh giá ở đâu đó rồi. Như một số anh em cũng đã từng trải nghiệm rồi, nó cũng ngon thật. Thành ra con đấy cũng được đánh giá khá là cao anh em ạ. Tại vì tôi về hôm nay tôi bảo sang shop tay cầm mà bảo về nhiều phết đấy. Nhưng mà tôi bảo sao lại còn tí thế này ạ. Tôi chụp cố kiểu ảnh bảo không hiểu kiểu gì ạ. Sao con này nó sút hút nó lạ nhở. Tôi chưa lên video mấy nhá. Hôm tới tôi làm mấy video vọc vạch con này xem như thế nào. Nhưng mà cũng nhiều điều ấy. Cũng nhiều điều hay về con này đấy. Đủ ở đây anh em ạ, tôi mua full kịch vá rồi. Thì hôm tới về đủ anh em mình sẽ trải nghiệm đội hình này nhá. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi cuối cùng đội hình chắp vá của chúng ta đã về vô cùng đầy đủ rồi. Tất cả những con người này thì mình đã vá lại với những mức thẻ tối thiểu là cộng 5 để nhìn sao cho nó là đẹp nhất. Và thực sự thì với đội hình chắp vá với mức lương 260 này, mình không có cái điều gì để chê cả. Hai cầu thủ sẽ đá cao nhất cho hàng công là Henry của mùa UT và Abnai cũng ở mùa giải đó. Đôi cánh chạy cực bốc với Coman và Saint-Maximin. Chúng ta nhìn qua về tốc độ của những con hàng này xem nào. Nếu như mà Henry mà chúng ta full never thì sẽ tốc độ là 130 và dứt điểm 132. Abdai cũng là một cầu thủ có tốc độ khá ấn tượng anh em ạ, chạy 126-129, có mà tốc độ đi kèm. Coman thì nổi tiếng với tốc độ rồi, và đây là mùa 23U chạy gần 130 với mà tốc độ đi kèm. Saint-Maximin cũng là một cầu thủ mà mình không chơi nhiều lắm, nhưng mùa này cũng được build rất tuyệt vời, chạy 129 và 131 về tốc độ. Bộ đôi tiền vệ phòng ngự sẽ là Kone cùng với là Nifi. Con hàng này mình cũng rất ít khi chơi, hai con hàng này gần như build tuyển Pháp, chưa bao giờ có mặt trong đội hình chính cả. Bộ tứ thủ thì cũng có rất là nhiều những con hàng mà anh em quen tên. Có Pava Ute, bên cạnh là Brassier, bên trái là Theo Hendes và bên phải là Lucas Hendes. Vị trí gác đền là thủ thành Maigan. Mức lương cần sinh là 260 nhưng đẹp dã man luôn thề. Ở dự bị vẫn còn có vài những con hàng rất là nổi bật, có Dan Castino, có Guvu, có Dembele, có Emery, có Neymar, có Makelele và có Mirin. Đó là những con người mà chúng ta có ở vị trí dự bị các bạn nhé. Thế là tương đối đẹp rồi anh em ạ. Và ở đây thì đây Lucas mình mua cộng 8 vá lại cho đẹp các bạn nhé. Thằng Guvu đặt mãi nó về anh em nhở. Guvu này nó bị giới hạn hay sao ạ? Mình đặt mãi nó chưa vá được thì thôi anh em mình cứ chơi tạm là ở mức thẻ thấp đi nhá. Rồi Lucas Hernandez vào đây. Thực sự đây là một hình chắp vá của tuyển Pháp cực cháy. Và bây giờ là những sự trải nghiệm chơi. Rồi đã thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của siêu đội hình chắp vá cùng với tuyển Pháp này. Kone, Abnai, tốc độ của Abnai. Henry thì sao đây? Ui khó rồi. Saint-Maximin, Pava. Trời ơi đáng tiếc chưa kìa. Cái đầu của Pava rất gần. Đây rồi, Decatido kìa. Vãi trưởng tiên đi kìa. Còn thấy còn không vào được nữa thì chịu rồi. Henry, đây rồi. Henry đối đầu với Paolo Maldini. Henry. Trời ơi, đã có sự cản phá của thủ thành đội bạn ư. Vỡ đầu mày. Và đó là pha ép đây của Kone. Ôi thằng này tóc nhìn đẹp thế nhở. Một pha ép đây mà thủ thành của AC Milan chỉ có xòe cái chân ra để cho nó đẹp mà thôi. Wow.
À, quả đấy dễ thế nhở, Seva kìa. Henry. Coman. Coman. Ây à. Up đây. Trời ơi, cơ hội kìa. Ây à. Để nó xoay pha cuối cùng mới đau chứ. Robert khỏe thật. Henry. Henry. Đó. Ui. Để nó đề nhẹ chưa kìa. Đánh vào được. Rồi, Maximain. Tốc độ của xanh Maximain. Vít nào. Mày đỡ. Thôi, đang ăn nàm mà. Rồi, Coman. Coman. Up đây. Đúng rồi. Một pha đánh đầu căng như kẻ chỉ. Model. Rồi. Xanh Maximain. Một pha dứt điểm vô cùng tinh tế để đánh bại thủ thành Onana bằng chân trái thôi. Một pha dứt điểm nhẹ nhưng cực kỳ hiểm hóc. Hay quá nhờ. Vắt tạt vào đầu của Ronaldo ở đấy được chịu thật đấy. Vai bìu thật. Hay quá nhờ Henry. Không thể bỏ lỡ cơ hội này với upline được. Một pha dứt điểm cận thành cực kỳ AC. 1-0 dành cho Pháp chắp vá này. Ui. Một lỗi ở đấy luôn ạ. Khỏe quá nhờ là Icon GM này, khỏe thật. Quay bìu thật, vẫn không ngã được kìa. Rồi Henry. Henry. Pha FD chưa thành công. Up này. Và bên này là Decatido. 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 Có bóng kia tệ điên luôn mà. Rồi hay lắm Thierry Henry. Tốc độ của Henry. Rồi xong rồi đấy. Coman bú cho anh. Còn thằng kia chắn đường của Coman nhiều đấy. Coman dứt điểm hay hơn nhá. Henry. Dirty. Một pha đề cực hay của Thierry. Maximain. Xanh Maximain. Hoãn bình này. Ơ kìa. Trời ơi, pha trích bóng của anh này kìa. Leafy, cái đầu của Brazil. Vâng, chiến thắng dành cho đội chắp vá này. Leafy. Henry. Ok. Tại sao lại có thể ghi bàn ở tình huống như thế này nhỉ? Một pha cứa lòng hay của Thiên Henry và sau đó là một pha cao bồi bằng đầu. Thật khó tin điều đó đã xảy ra. Decatino. Henry. Henry cứa khó bắt dính thật. Gần như là không thể. Decatino. Cái gì đây? Sút nhẹ vậy.
cả đái, Robert nó vô lê được quả đầy á. Điều thế nhở, liều lèn. Đây ơi, thì đi ăn đi, Harry. Một pha chích bóng quá tuyệt vời và thủ môn không biết làm gì hơn. Và phải vào bóng nhận lưới khi mà anh đã dâng quá cao rồi. Ai cũng nhìn ra pha quy đê đó. Đây rồi. Ok ok. 7 phút bù giờ, 8 phút bù giờ liền. Chà. Đợi ba làm lốt đã. Đây.